Xin chào tất cả các bạn đang xem video. Thì ở cái video hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta làm một cái video intro cực kỳ đơn giản ở trên Camtasia phiên bản chính. Thì ở trên Camtasia phiên bản chính nó đã có chứa những cái file intro video clip sẵn trong phần mềm sau khi các bạn đã cài đặt thành công rồi. Không những có những cái clip intro mà nó có những cái âm thanh luôn hoặc là những cái hình ảnh luôn. Ở đây chúng ta sẽ tùy cái ý chúng ta để chúng ta có thể sáng tác thêm, hoặc chúng ta có thể bê những cái clip intro này, chúng ta chỉ cần thay thế vào là xong. Ok, mình sẽ bắt đầu dần cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ tắt nó đi nào, mở lại. Ok, đây là cái Camtasia chính. Mình sẽ khởi động nó lên. Nó cực kỳ đơn giản. Đảm bảo các bạn làm trong vòng 5 phút là xong, có khi không tới nữa. Ngoài những cái này có sẵn, các bạn cũng có thể thêm một chút hương vị vào cho nó. Các bạn có thể sáng tác thêm được vào mà. Rồi, ok, đây là cái giao diện của chúng Camtasia chính. Đầu tiên các bạn hãy vào cái chỗ cái mục ba gạch chấm ba gạch này, click Javi, mình đọc vậy thôi. Ok, các bạn kéo xuống cho mình và ở đây nó sẽ có ba cái dòng cuối này này. Đây là dưới là music track, là những cái file nhạc này các bạn. Ở đây là cái file intro, ba cái file intro này. Đây là clip intro này, còn cái file trên này nó là cũng là intro luôn á, nhưng mà nó là cái dạng cho các bạn có thể dùng vừa intro và outro cũng được, và cái logo tùy theo từng nhé. Đây mình sẽ cái này, thấy chưa, quá trời luôn. Và mình sẽ chọn một số cái intro mình xem cái nào ok thì các bạn chọn nhé, phải chuột. Các bạn đưa xuống cái timeline này, công cụ sửa chữa này, các bạn xem. Đơn giản, cái này là những cái intro nó tích hợp rồi. Các bạn cùng xem nhé, cái nào ok thì mình sử dụng nhé. Cái này cũng là một trong những cái dạng đang còn phổ biến đó các bạn. Hoặc cái này cũng được. Ok, chắc mình sẽ sử dụng cái intro cuối cùng này nhé. Ok, mình sẽ sử dụng cái cuối cùng này. Và những cái này mình sẽ delete nó đi. Rồi chúng ta đưa nó về chắc một, di chuyển này về, chọn lăn con chuột cho nó to theo tí cho dễ nhìn. Xem lại cái này, cái này là nó là một cái video intro giới thiệu cái logo. Ngoài ra các bạn có thể chế tác thêm những cái chữ của mình. Rồi, ok, mình sẽ sử dụng cái này. Okay, và mấy cái này mình sẽ chọn bỏ hết đi.
Cái intro này là 10 giây. Ok. Thì cái này việc đầu tiên đó là mình sẽ thêm cái chữ vào trên trong này. Mình thấy cái mình có thể chế tác thêm. Hoặc nếu các bạn không thì các bạn không chế tác thêm cũng được. Đầu tiên nếu không chế tác thêm các bạn sẽ nhấp vào đây. Đây, đây là cái file này. Thay chữ cam này đây. Các bạn kéo cái này ra. Kéo này ra. Là các bạn tìm cái logo để thay thế cái chữ cam này cho mình. Nào được nhỉ? Cam. Giờ mình có một cái logo này. Ok, mình sẽ bỏ ra ngoài đây. Mình xem cái cam này của mình như thế nào. Đây là cái giả sử như cái này đi. Giả sử cái này là một cái logo của mình sẽ thay thế cái can này, nó ấy có mình sẽ code nó lại. Ok, mình cứ cho đây đi. Ok, tạm thời là vậy. Ok, thì mình đã có được cái này, mình thấy sẽ đây. Cái cam này mình bỏ nó đi, mình sẽ đưa vào đây để mình thay thế cho cái cam này của mình. Ok, và cái này mình thấy nó mình sẽ cho nó xì 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 xì
Mình sẽ cho nó bằng cái này luôn. Rồi. Ok. Đấy, giả sử như cái này là cái logo của mình. Mình thay cái cao. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, tiếp theo cái này mình cảm thấy nó vẫn chưa có đã, vẫn chưa có được đẹp hay là chưa được như cái ý thích của mình thấy nó thiếu thiếu, mà đúng thật mình thấy nó thiếu thiếu, đó là thiếu chữ. Này mình cho nó nhỏ lại chút xíu, mình thấy nó thiếu thiếu chữ chẳng hạn. Ok, mình sẽ bỏ một cái chữ vào đây cho nó đẹp. Mình sẽ vào đây, các bạn có thể bỏ chữ ở đây, các bạn tìm là nhớ là vào cái mục thứ hai này, annotation, để các bạn tìm cho mình một cái chữ, nếu như chữ có nền thì các bạn sẽ bỏ cái nền này vào, mà không có nền thì các bạn sẽ bỏ chữ trắng. Ok, mình sử dụng lấy cái nền này thử đi, mình xem cái đây, mình sẽ định dạng cho nó dài dài cho xíu, để góc này cũng được. Rồi, cái này mình sẽ cho nó chữ đỏ đi, giả sử các bạn có thể thì chọn chữ nhé. Giả sử mình bỏ cái chữ bỏ này đi, rồi mình viết nha. Đây là giả sử như cái chữ này đi. Các bạn sẽ thấy ok, các bạn sẽ để lên, bạn sẽ chồng, có thể chồng bên đây cũng được, xem lại để mình sắp xếp cho nó. Nếu ở đây các bạn muốn cho nó xuất hiện từ đây thì các bạn có thể kéo cái này về đây cho nó xuất hiện sớm, sớm hay trễ là cho các bạn thôi. Ok, rồi giả sử vậy.
Ok, như vậy là đã cái intro của mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể, nếu như ghép ở dưới đây thì nó sẽ chạy không có hết, mình sẽ để ở đây để cho nó chạy hết luôn, chạy suốt luôn. Cái này nhìn nó hơi hơi nó hơi chống một xíu, mình thử xem lại. Ngoài ra các bạn có thể thêm chữ bằng cách là các bạn giống như mình vừa làm đấy, ở cái kênh YouTube này này các bạn có thể thêm chữ ở đây là website, tên của trang web hay là cái tên góc này, các bạn có thể thêm vào. Ok, cực kỳ đơn giản thôi, chỉ mất 5 phút thôi các bạn đã có kênh chu rồi. Tới đây thì tiếp theo các bạn vào tìm cho nó một cái dạng nhạc đi. Ok, giả sử như đây là cái đoạn nhạc mình sẽ ghép vào nó. Các bạn có thể nghe nhạc này cũng được nhé, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái nhạc ở ngoài hoặc cái nhạc riêng của các bạn đưa vào cũng được. Đây. Cái nhạc này thì các bạn có thể thích cái đoạn nào hay thì nghe cái đoạn nào hay và lấy. Ok, ví dụ như mình bắt đầu lấy đoạn này đi. Mình sẽ cắt, mình bỏ cái đoạn này đi. Rồi bỏ lại đi. Vậy là thì như vậy là mình đặt clip intro rồi đấy, xong đó các bạn sẽ chọn và các bạn chọn cái này nó nhẹ, các bạn chọn 1080 MB cũng được, các bạn chọn cái ổ đĩa để các bạn lưu ra. Ok, và nó sẽ render xuất ra rồi. Ok, nó xuất xong rồi, mình sẽ cho các bạn xem trước. Phoenix xong. Như vậy là cái video này mình sẽ dừng tại đây và chúc các bạn làm thành công, đơn giản lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào các bạn.